Ok, trong phần tiếp theo của series về nước D4 thì video này mình sẽ giới thiệu với các bạn một khai cuộc tiếp theo của đen mà chúng ta chơi D4 chúng ta sẽ gặp, đó chính là khai cuộc run field. Mình cũng làm 3 4 video về run field rồi, nhưng mà ở video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái cách đơn giản hơn để chúng ta chơi. Đó chính là đây. Chúng ta sẽ đưa mã lên C3. Đen đưa tượng lên, à không, đen đến đây, nước thứ tư này thì đen lựa chọn là đẩy tốt lên D5. Chúng ta có phòng thủ run field. Ở đây thì trắng sẽ đánh thế nào? Thông thường thì các video mình chơi thì mình sẽ lựa chọn là lấy tốt để ăn. Đen lấy mã ăn lên. Mình lên tốt, đen ăn, tốt ăn lên. Đen lên tượng. Mình phát triển tượng lên C4, đen đưa tốt lên C5, đưa mã lên và mã C6. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta phải học rất rất nhiều. Vì vậy chúng ta sẽ tránh cái trường hợp này ra. Ở đây nước tiếp theo mình khuyên dùng, đó không phải là lấy tốt để ăn tốt mà chúng ta sẽ chơi nước khác, đó chính là chúng ta sẽ đưa mã lên F3. Đến đây thì đen phát triển tượng lên G6. Chúng ta có thể chơi tượng G5 để ghi mã, chứ tượng G7. Ở đây chúng ta chơi tượng G5. Đen sẽ đưa mã lên E4. Nếu chúng ta ăn thì đen sẽ lấy mã ăn tượng, mã ăn lên, đen đẩy tốt lên E6. Hậu đuổi mã, chúng ta sẽ lùi mã về và đen sẽ ăn tốt. Thì đây chính là cái phương án mà mình hướng dẫn các bạn chơi, nó dễ chơi thôi. Đen trắng tiếp tục đẩy tốt lên E3, đen nhập thành. Và nước tiếp theo thì trắng có thể đưa tượng lên D3, sau đó là hậu E2 nhập thành. Và tốt sẽ đẩy lên B4 và B5 để tấn công vào cấu trúc tốt của đen. Sau khi tốt của đen đẩy lên C6, hay chính xác đó chính là cuộc tấn công thiểu số đấy, minority attack. Thì đây chính là một cách easy, cách dễ dàng để chúng ta chơi quân trắng, chúng ta gặp phòng thủ run field. Một phương án khác, sau khi đen nhập thành thì ở nước này chúng ta sẽ đẩy luôn tốt lên B4. Chúng ta có thể lý giải, ví dụ như là đen không chơi C6 thì sao? Thì ở đây chúng ta đẩy tốt lên B4. Sau đó thì chúng ta sẽ đưa hậu lên B3, gây áp lực vào tốt ở D5. Và như vậy thì đen sẽ phải đẩy tốt lên C6. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đẩy tốt lên B5. Đấy chính xác là những gì mà ý tưởng này muốn hướng đến. Chúng ta hiểu phần này chưa nhỉ? Đấy, chúng ta đưa mã lên, đây mình nói lại, chúng ta sẽ đưa mã lên F3. Đen đưa tượng lên thì chúng ta sẽ ghim tượng của mã. Và phần lớn các đối thủ này trong nước đánh này, chúng ta sẽ đưa mã, bên đen sẽ đưa mã lên để tấn công tượng. Chúng ta sẽ lấy tốt để ăn tốt. Còn nếu lấy mã ăn thì sao? Cũng gần như vậy thôi. Ở đây ăn, ăn lên. Đen thì đẩy tốt đuổi mã. Thì mã chạy thì hậu sẽ ăn lại tốt, cũng gần giống như vậy thôi. Và nước ở khuyên dùng trong trường hợp này đó chính là chúng ta lấy tốt ăn lên. Chúng ta trở lại vị trí phòng thủ one field. Đen đưa mã lên và giữa trắng đưa mã lên và đen chơi D5. Ở đây thì nhiều bạn sẽ bảo là em không muốn lên mã mà em muốn ăn luôn. Thì ok, ăn luôn cũng được. Đen sẽ lấy mã ăn lên, nhưng mà chúng ta sẽ không chơi nước E4 vì đây là một biến mà có rất nhiều trường hợp, rất nhiều cái để học. Chúng ta sẽ tránh nước E4. Chúng ta sẽ chơi nước khác. Và nước khác đây cũng chính là nước mã F3. Tiếp theo thì đen sẽ đưa tượng lên G7.
chúng ta sẽ lên tốt G3 và chuẩn bị đưa tượng lên G2. Chứ chúng ta sẽ không đẩy tốt E4 hay là lên tượng D2 gì đó. Đen nhập thành. À, xin lỗi. Đen ở đây, đen đưa mã lên đi. Đưa mã lên C6. À, trắng đưa tượng lên G2, đen nhập thành, trắng nhập thành. Và đen đưa mã về B6. Mục đích của đen sẽ là chúng ta thấy là đen sẽ tấn công vào tốt ở D4 với sự kết hợp của mã, tượng và hậu. Còn đâu trắng thì chỉ có mã và hậu bảo vệ. Ở đây thì nhiều bạn có thể đẩy tốt lên E3, nhưng mà nước này thì mình sẽ không khuyên dùng trong video này. Chúng ta sẽ không muốn quân tượng ở C1 bị khóa ở trong. Và nước tốt trong trường này, nước được khuyên dùng, mình khuyên các bạn dùng đó chính là chúng ta sẽ đưa tượng lên F4. Ở đây thì chúng ta thấy quân tốt ở D4 không được bảo vệ. Đen sẽ dã luôn. Chúng ta lấy mã lên. Và ở vị trí này thì đen có 3 sự lựa chọn. Thứ nhất là đen sẽ lấy hậu để ăn mã. Thứ hai đen lấy tượng ăn mã. Và thứ ba là đen sẽ đẩy tốt lên E5. Thì chúng ta sẽ xét một số trường hợp trên. Đầu tiên đó là đen lấy hậu ăn mã. Chúng ta lấy hậu ăn lên. Đen lấy tượng ăn hậu. Chúng ta sẽ không lấy tượng bắt lại tốt, vì khi đen ăn mã thì trắng sẽ bị phá cấu trúc tốt, hay là cấu trúc tốt ở cánh hậu sẽ bị yếu. Mà nước được khuyên dùng đây đó chính là chúng ta sẽ đưa mã lên B5 đuổi tượng và tấn công tốt ở C7. Đen ăn, chúng ta đưa xe ra về tượng và mã sẽ ăn tốt. Xe ra thì chúng ta sẽ về mã D5 tấn công và tốt ở E7. Trắng đưa tượng lên đuổi hậu thì sẽ ăn nước không hay, vì chúng ta sẽ dã ngay. Lag à. Rồi, trong trường hợp này nếu đen đẩy tốt lên thì cũng thế cả thôi, chúng ta sẽ ăn vào mã. Tốt ăn lên thì về tượng và chúng ta thấy là đen sẽ có tốt yếu. Còn đâu nếu đen ăn thì chúng ta sẽ xem nào. Về mã có vẻ lựa chọn tốt. Ăn luôn cũng được. Xe ăn sang. Tượng ăn. Rồi, nó dạng dạng như vậy. Ok. Giờ chúng ta lấy hậu ăn tốt. Bây giờ chúng ta lấy tượng ăn tốt. Xin lỗi, mã ăn trước. Đây. Thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Chúng ta sẽ vẫn đưa mã lên B5. Đen ăn. Thì xem nào, chúng ta có thể ra xe. Hoặc không thì đổi hậu luôn cũng được. Xe ăn sang thì chúng ta ra xe. Đấy, đại loại như vậy. Lại về. Hoặc trong trường hợp này nếu đen đẩy tốt lên thì chúng ta sẽ đưa tượng xuống H6. Ý tưởng tương tự như vậy thôi. Còn đâu trong chúng ta sẽ xét trường hợp đó là đen sẽ đẩy tốt lên E5 thì trắng sẽ đánh thế nào?